tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Uông Bí phối hợp với tổ chức Phát triển Việt Nam tổ chức chương trình Tôi là bạn của con, nhằm nâng cao các kiến thức về dạy con và phương pháp hiểu mình hiểu con, xây dựng gia đình hạnh phúc cho 300 cán bộ công nhân viên chức lao động, đoàn viên, hội viên, các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn thành phố Uông Bí. Tại đây, tiến sĩ Tâm Lý Học Nguyễn Già Nguyễn Đình Huyện, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần truyền thông và đào tạo CSS, một chuyên gia hàng đầu trong đào tạo các kỹ năng mềm, đã chia sẻ với người nghe nhiều kiến thức và kinh nghiệm bổ ích trong việc giáo dục con cái. Từ những ví dụ sinh động và những câu chuyện cuộc sống gia đình trong thực tế, diễn giả đưa ra những cách giải quyết đơn giản hiệu quả nhất để giúp cha mẹ con cái có thể có tiếng nói chung. Chương trình chỉ ra tầm quan trọng của thành tích của việc quan tâm và nuôi dưỡng cha mẹ của con cái. Điều này giúp các bậc phụ huynh có thể hiểu và đáp ứng được những mong muốn chính đáng của con trẻ, giúp các con biết yêu thương gia đình, phát triển tư duy, tính cách, tâm lý đúng hướng. Khi trở thành bạn của con, mỗi người sẽ có cách đối xử với các con cái dễ dàng, hợp lý hơn, nhất là khi các con ở trong độ tuổi nhạy cảm có nhiều thay đổi về tâm sinh lý. Bên cạnh những chia sẻ về cách hòa nhập cùng con, chương trình cũng đưa đến cho người nghe những bí quyết rằng trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình, kích tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong tổ ấm, hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình tiến bộ và hạnh phúc.